Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Nguyễn Ngọc cũng đang trên đường đi nè cả nhà. Tình cờ cũng có gặp chú này đang ngồi tại công viên. Thì chú cũng có một chiếc xe đạp chở rất là nhiều đồ. Nguyễn Ngọc nhìn thấy quá là cồng kềnh luôn. Thì bữa nay là cũng là 27 Tết rồi. Nhưng mà không biết tại sao chú lại ngồi đây. Nguyễn Ngọc nghĩ rồi chắc chú cũng không có nhà cửa gì đâu. Bây giờ Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng giờ chia sẻ những hoàn cảnh của chú như thế nào nha. Thì Nguyễn Ngọc cũng thấy chú đang ngồi đây nè cả nhà ơi. Dạ. Dạ con chào chú nha. Dạ chú cho con gắn cái này nói chuyện cho dễ nghe. Rồi con thấy chú đi đâu mà đồ đạc lùm tùm hết trơn vậy chú? Chú đi đâu đây? Cũng đi chỗ này chú kia vậy. Thì chú chở coi như là ba cái đồ vật dụng của tư trang của chú là. Chú tính đi về đâu hả chú? À, không có đi vòng vòng chỗ này hồi đó đi về đi vòng vòng vậy đó. Đi vòng vòng vậy đó hả? Rồi coi như chú đi vòng vòng rồi tối chú nghỉ ngơi ở đâu? Nghỉ ở trên đó chú. Ở đâu chú? Trên cái đình đó. Chú ngửi nghỉ trên đình đó hả? Ở mà ở ngoài vậy đó, trong. À kiểu như tối mình nằm ở ngoài mình ngủ đó đó. Rồi con thấy chú à chú có cái võng đây nè hả? Ờ có võng có nào đi cho nổi mình dăng võng ngủ. Dạ coi như là tối chú dăng võng chú ngủ. Dạ. Rồi con thấy chú có nồi niêu rồi đó nè. Dạ. Chú nấu cơm ăn theo. Dạ để theo cái gì mình nấu cơm mình ăn. Dạ. Có củi đó. Dạ. Ở nào củi mình nấu ăn. Vậy là chú đi tới đâu là chú nghỉ tới đó. Dạ. Rồi mình nấu cơm nấu nước mình ăn ha. Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ chú ăn gì chưa? Dạ nãy cũng ăn uống nước rồi mà chưa ăn cơm. Dạ có ăn có mua cơm ăn rồi. Dạ có mua cơm ăn rồi hả chú? Dạ. Chú năm nay chú được mấy mươi rồi chú? Dạ cũng 70 à. Chú 70 đó hả? Rồi chứ mình có vợ con gì không hả chú? Dạ hồi đó giờ ở gì đó là từ cái thời trai trẻ tới giờ đó. Dạ. Hả chú? Dạ ở... Thì sao chú chịu lấy vợ chú? Lại cái số mình nó vậy rồi mình nó mình nên mình lo khổ nổi nữa rồi. Dạ. Con rồi sống nổi thôi đúng không? Dạ thì mình ở vậy cho nó khỏe kệ thì nào mình ở đâu hay cái đó. Dạ có vợ con mình luôn nổi cũng tội thấy không? Chú nhà chú ở đâu lận? Hồi đó hồi nhỏ mình không biết ở trên này nè. Đâu trên này hồi nhỏ không biết. Dạ chú có thể cho con biết tên được không? À, chú. Chú tên gì? Tên Đại. Dạ Đại. Chú Đại hả? À. Chú là họ gì chú? Trần. Trần Văn Đại hả chú? Dạ. Chú họ Trần Văn Đại năm nay là chú 70 rồi ha. Dạ. Dạ rồi con thấy chú đeo trên người chú đâu quá trời đồ nè. Dạ đồ gì? Dạ dạ đồ cái này là chú mua chú đeo hay là người ta mua. Cho chú cái này đá nè mua nè. Dạ cái này bằng đá nè ha. Đá cái nhẫn rồi đó nè. Cái mua. Nhẫn này là chú mua luôn hả? Dạ dạ mua trong ấy trong kia có này mua trong trong mấy cái tiệm bán ba cái bạc rồi đó hả? Dạ rồi Nguyễn Ngọc cũng thấy chú đeo đầy đồ hết trơn này cả nhà. Dạ chú cho con sờ chút xíu ha. Dạ dạ cái này, này dạ. Thì đá đá à, những cái đá hình Phật. Dạ. Này rất là nặng rồi cả nhà. Dạ thì Nguyễn Ngọc nghĩ rằng là chú đeo trên cổ này không là cũng cỡ gần nửa ký lô á hả chú? Dạ dạ nửa ký á. Rồi chú đeo vậy rồi không thấy nó nặng nhọc hay sao chú? Cũng nặng mà cắt vài lâu cái mình đeo vậy đó. Dạ cũng đeo cũng không được. Chú đeo lâu chưa? Cũng lâu rồi đeo lâu. Dạ rồi hằng ngày là chú làm cái gì mà có tiền để chú ăn cơm? À, hồi đó cũng như đi chạy về đây hồi đó thì vác đá vác cát hay cái này kia rồi đó. Dạ giờ lớn tuổi làm không nổi. Dạ khó rồi á. Dạ như kia gì mình làm đó chất đồ chùa chính á. Dạ để cho tiền. Dạ rồi bây giờ lớn tuổi rồi làm không nổi. Dạ cỏ cũng vậy làm nó. Dạ mấy sống gì nè. Dạ bây giờ chú đi kiểu này rồi đâu có làm gì đâu ra tiền. Dạ
rồi lớn tuổi rồi. Thấy chú cũng đeo là đồ tay chân hai tay của chú coi như là đeo hết rồi gì đó chú. Dạ. Với cổ nữa. Bây giờ chú tính về đâu? Dạ đi vòng vòng đi, chiều giờ ngủ rồi, tôi đi gia đình ngủ. Dạ. Coi như là tối nào chú cũng ngủ chỗ đình đó hết trơn á hả? Dạ, ngủ trên ngoài đường đó. Dạ, ngủ ở bé ngoài hiên á. Ở ngoài hiên. Rồi lỡ như trời mưa sao chú? Mưa cái kính xe nào mà đục gì đó. Dạ. Mình xe vô nhà lỡ cái mình đi gì đó. Dạ, cũng vất vả cho chú rồi ha. Dạ. Dạ. Coi như là chiếc xe đạp này là chú chạy tàn vòng cái thành phố Châu Đốc này đó chú. Dạ. Có khi chạy vô nhà bạn Tịnh Biên. Dạ. Rồi chú vô nhà bạn Tịnh Biên chú làm gì trong đó? Cũng như chơi vậy đó. Dạ. Nhà ông chồng mới đi về. Rồi con thấy chú có mấy cái bao này là cái gì chú? Đồ được không ạ? Với quần áo mặc thôi đó. Dạ thì Nguyễn Ngọc cũng có hỏi chú thì chú nói đồ với quần áo rồi cả nhà. Đi. Rồi chú chở trên cái xe đạp của chú là quá trời đồ rồi. Đó, trời. Hay nữa nếu có bán thuộc bằng rồi giống. Mua. Dạ. Rồi, chú cũng có cái hũ trao rồi nữa hả chú hả? Để ăn cơm. À cơm đây hả chú? Dạ. Cơm này chú mua nào vậy? Mới mua hồi sáng rồi. Đúng rồi, thấy có chú treo cái hũ trao với là miếng cơm trắng này cả nhà. Dạ. Chú không có ăn thịt ăn cá thì sao? Có, hồi sáng cũng có vô có tiền có mua thịt ăn đó. Dạ. Mua ở cơm, mua quán cơm á, ăn dĩa cơm gì đó. Dạ, hồi sáng chú vô quán chú ăn dĩa cơm rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi sáng có ăn cơm, không biết tiền cái mua cơm đó đó, có bạn ăn. Dạ. Cơm. Chú năm nay 70 rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi chú có anh em gì không? Dạ, chú không có. Hồi đó hồi nhỏ ở đây đẻ rồi đi qua nó giờ. Dạ. Hồi đó hồi nhỏ không có. Hồi nhỏ giờ là chú không có anh em hết trơn hả? Người cha mẹ. À, mẹ hồi nhỏ mình cũng không biết. Không biết luôn. Ừ. Hồi nhỏ không có biết. Dạ. Thì hồi nhỏ chú ở đâu? Hồi đó ở đâu trên này nè. Trên thành mà trên chú gì đó trên cái cầu á. Dạ. Đó. Trên cầu nào chú? Cầu cầu Cột Tiên đó. À là chú ở trên cầu Cột Tiên đó hả? Ờ. Dạ. Rồi cái hồi đó đi đi ghe rồi á mấy chưa. Rồi mấy đứa con có biết chú này không? Hả? Mấy con ở đâu? Dạ ở vòng vòng đây hả? Sao không biết chú này không? Ít gặp hả? Chú này chú nói chú hay ngủ ở chỗ chùa nè, cái chỗ đình đằng chỗ này nè. Cái đình đằng cái Bồ Đề đó. Đình này đình. Rồi hai đứa con làm gì? Đi xin tiền hả? Cha mẹ đâu đi xin tiền? Mẹ không có em giữ nhà, cha đi làm hồ. Trời ơi, chú không lo đi học mà đi xin tiền rồi. Hai nhà cũng nhỏ lớn đi học rồi. Thế hả? Dạ. Nhìn chú cũng rất là tội cả nhà. Nguyễn Ngọc. Vậy là chú ăn cơm hồi trưa rồi. Dạ. Dạ. Rồi con thấy có hũ trao đó nữa, chú ăn với trao hả? Dạ, cho nó gọn vậy đó. Dạ. Hũ trao mà 15 ngàn. Dạ. Rồi để cái mua cơm trắng á. Dạ. Mình ăn. Dạ, con mua trao với mua cơm trắng mình ăn ha. Dạ. Dạ. Rồi hồi sáng cũng ăn ở chú Kim Đạo ăn với cơm cũng rồi chiều mình ăn chiều vậy đó. Dạ. Dạ. À, chú đi vậy rồi tiền đâu chú mua cơm mua nước uống? Mình cho đồ, cho gạo cũng mình bán. À, kiểu như mình đi vòng vòng rồi người ta cho đồ á. Dạ, thấy mình lớn tuổi á là dạ. Không được á. Dạ. Rồi trước kia mình có nhà cửa gì không chú? Hồi đó cũng có nhà. Ở như này nè. Rồi cũng như mình làm gì ở không được.
ở mình lên được mà ở đông là ở mới được. Sao vậy chú? Khó ở đó. Ở đông là sao? Là mấy người kia là người thân của mình hả? Không có, ơi cũng như mà lạ đó, ở mới được. Ý khác đó thấy không? Mình sống dạ. Ở đó mình lên rồi, hiểu không? Kiểu như hồi đó là chú cũng có nhà, chú ở mình lên chú. Nhưng mà sau này là mấy người kia là ở đâu nữa? Ở đâu lại ở gì đó. Rồi ở chung không có được. Mấy người lạ hả? Mấy người lạ làm sao vô nhà chú được? Không có người, mấy người anh em đủ. Không có ý. Không có thích đó. Dạ. Không giữ ý mình nó khác đâu. Dạ. Hồi nãy con hỏi chú thì chú la không có anh em. Hồi đó không biết ở vậy đó, chú không biết hồi đó không có anh em đâu. Dạ. Không có, hồi đó không có đâu. Vậy là rốt cuộc là chú có anh em không? Không biết rồi đó, là ở vậy đó có không có quá. Dạ? Không có đâu. Không có hả? Thì Nguyễn Ngọc cũng có hỏi chú thì chú có lúc thì la có, lúc thì la không. Cũng không biết chú không nghĩ như thế nào nữa. Rồi con thấy là đây nước, cũng có nước tương, nước mắm rồi nữa cả nhà. Cái hủ tiêu nữa nè. Thủ tiêu chú để chú xay nữa nè. Chai nước nữa. Dạ. Chú mua thì tiêm đồ uống á. Dạ. Mỗi vậy là chú nước lương ăn. Rồi mấy cái chai này là chú cũng lụm đấy đó hả? Dạ, dạ đó lụm. Mình lụm để bao nhiêu chai rồi đó hả chú? Dạ. Dạ. Không ít lắm. Dạ. Mà lụm tối ngày có bao nhiêu chai đâu. Dạ. Không đủ nữa. Dạ. Rồi con thấy chú đeo này chi mà giữ vậy? Đại đeo chơi ấy vậy đó. Chú lột ra bớt đi chứ đeo cái này vô là nó dễ bị viêm mấy cái bàn tay bàn chân mình lắm á. Rồi nó ngứa rồi nó lở ra thành ghẻ đó. Dạ, cũng tắm lâu lâu cũng tắm đó, hai ba bữa tắm đi. Chú hai ba bữa chú tắm lần hả? Ừ, tắm hoài à, hồi đó tắm hoài à. Rồi chú tắm ở đâu? Tắm dưới sông rồi đó. Dạ, coi như ta mỗi lần tắm là mình xuống sông mình tắm ha. Dạ. Chứ mình đâu có vô chỗ này chỗ kia tắm được, phải không? Không được. Dạ. Con nghi chắc chú có vợ có con đồ quá. Có rồi đó, vợ gì đó. Dạ. Ở gì đó. Thiệt không? Chú nói thiệt thì chú không có vợ đó. Con thiệt đó hả? Ừ. Dạ. Rồi mấy cái đồng này con thấy chú đâu chú có mấy cái đồng xu này giữ gì? Cái này ta bán hay mua nè. À ta bán nè hả? Ừ ta chú bán. Mua cái này nhiêu tiền? Đó mấy trăm vậy. Dạ? Mua trăm mấy hai trăm vậy đó. Trăm mấy hai trăm ngàn á hả? Ừ. Cái này đeo có tác dụng gì không mà chú mua tới trăm mấy hai trăm ngàn như vậy? Mua lâu rồi. Cái đồng xu này nhìn như cái đồng xu cổ vậy hả chú? Hả? Cổ. Cổ không? Ừ. Nó không có. Cái gì? Có cái bầu nữa đây hả chú? Dạ, cái bầu mua. À, mua. Đây có đồng xu nhỏ nè ha. Dạ, đồng xu. Đây có một cái đồng xu đó nè. Dạ, đó, có hai đồng xu vậy. Hồi đó mua ở trên chùa hang nó bán á. Dạ, cái này chú mua trong chùa hang đây hả? Ừ, 20 ngàn rồi đó, mua lâu rồi giờ không có. Dạ. Chú có không? Vậy là chú mua cái này chú đeo lâu lắm rồi ha. Dạ. Cứ kỳ. Dạ. Chuyện ai mà đứa bảy bản không? Dạ. Chứ mình. Rồi chú ngồi đây lâu chưa? Dạ mới ngồi ăn cơm á. Bây giờ chạy đi mua cơm ăn. Nó lại ngồi. Dạ. Coi như là nãy chú đi mua cơm ăn. À. Rồi chú lại đây chú ngồi ăn xong rồi phải không? À, ăn xong rồi nghỉ chút rồi mát mát rồi chạy nữa vậy đó. Chạy nữa. Dạ. Rồi chiều nay chú tính chạy về đâu đây? Chạy về cái đình nó ngủ á. À. Vậy là chút là chạy về đình ngủ phải không? Dạ. Dạ. Rồi ba cái đồ đạc chú ngủ gì có thế nào bị mất không? Không. Nếu mình ngủ cái bên mình coi chừng cái xác cái xe đó. Dạ. Lấy. Mà con thấy cũng đâu có gì đâu hả chú hả? Dạ, không có gì. Mấy cái đồ này thì chắc không ai lấy đâu ha. Dạ. Dạ. Nó chạy hoài đó. Nó có đồ thì chạy mạnh quá. Đồ có. Nhiều quá nó nặng phải không? Nó nặng khó chạy á. Dạ.
mà rồi. Trong hai cái bao này là chú để gì trong này? Gì ba cái áo đồ áo không nhớ có máy thu ăn ở trong. Có máy thu ăn nữa hả? Ừ, cái máy áo rửa mua. Dạ. Ờ đấy xong. Ngày xưa chú làm cái công việc gì hả chú? Rồi đó lúc còn thanh niên á. Thanh niên rồi đó đi ghe lấy ghe rồi đó. Dạ đi ghe lái ghe rồi đó hả? Ờ. Chú là coi như là mình tài công rồi đó ha. Dạ. Quá trời. Dạ. Ờ hồi đó đi ghe không à. Nhỏ dạ. Lớn đi ghe mà cực lắm. Cực lắm hả chú? Dạ. Hồi đó mà đi hạ cái ghe hạ tiên rồi đó. Phải cái số gì rồi biết sao nhỉ? Dạ. Cực lắm. Đi khổ hả chú ơi? Khổ lắm. Không nhà không cửa giờ đi lang bang chỗ này rồi. Chỉ ngủ đình ngủ chùa không à? Dạ. Có khi nào chú ngủ trong công viên không? Không có, không ít ngủ lắm, không có nên ngủ không được. Dạ. Ngủ không có nên. Ngủ công viên là không nên hả chú? Nguy hiểm lắm á. Chú nguy hiểm lắm hả? Dạ. Sao chú, sao vậy? Như quan quyền người ta chơi có ngủ đó. Dạ. Quan quyền người ta như ngồi chơi về về cái chỗ nhà ta ở. Dạ. Đúng không? Dạ. Ngủ đó không có nên. Là chú nói quan quyền là sao con không hiểu? Cũng như ngủ đó không có nên biết không? Dạ. Biết không? Dạ. Vì nhà ngủ. Dạ. Biết không? Nói hiểu rồi. Dạ. Mà chú ngủ ở đình ở chùa có khi nào mà chú thấy những người của mặt của mày đâu không chú? Không có thấy. Không thấy ha. Dạ. Ngủ rồi không có biết gì không có thấy. Rồi đó cũng thấy người ta đó. Dạ. Cô được ở trong kia rồi thấy rồi ông ngoài nãy không thấy ở đâu chú? Ở trong núi đó giống dạ. Cũng như bữa trưa cái cô được chết đó dạ. Cũng mình thấy gì đó dạ. Nếu như mình nằm mình thấy vậy thôi nằm ngủ mình thấy dạ. Thấy thì có la rầy gì mình không chú? Cô chết rồi đó dạ. Rồi còn mình nằm chưa cái giật mình ngủ chưa á dạ. Rồi bữa nào là chú cũng ra đây chú ngồi hết trơn hả chú? Dạ cũng lâu lâu cũng ra đây ngồi cái về cái chiều á chiều nó mát cái về chỗ đó mình ngủ dạ. Không có đi lâu cái chân á không có lên thấy không dạ. Mình đi chạy mình đi rồi nguy hiểm lắm á thấy không? Yeah. Cái giờ giấc rối rồi ta nó mệt ta ngủ rồi mình chạy một chút dạ. Không? Không có nên. Con thấy chú có đeo cái đồng hồ này đẹp quá nè. Cái đồng hồ mua nè. Mua ở chứ? ở tiệm 600 ngàn á. 600 ngàn hả? À. Dạ. Mua cái đồng hồ vô chỗ á. Dạ. Rồi mấy bữa nay chú tắm chưa? Tắm hồi không có tắm rồi. Tắm rồi hả? Ờ, tắm rồi cái tính qua bên cầu mới đó. Dạ. Xuống sông tắm đi. Xuống sông tắm. Mà, dạ. Rồi mỗi lần đi vệ sinh rồi chú đi đâu? Đi trong cầu rồi được. Cầu ở đâu? Dạ. Hả chú? Chỗ nào mà cây cối ấy đó. Dạ. Coi như đi trong bụi cây được ừ. Ha. Dạ. Có này. Rồi chú ở đằng đình đó rồi sao chú nấu nướng được? Cái đó cũng như mình ăn cái gì ăn như đâu. Ăn cái gì gọn gọn thôi chứ mình đâu có nấu được. Ăn bún rồi đó. Dạ. Rồi đó mình ngủ rồi. Dạ, chứ còn con thấy mà cái chỗ đó nấu nướng là người ta có khi người ta đuổi mình đi luôn đó. Dạ, nấu nướng không có được. Dạ. Cũng như mình ăn bún có tiền của mình ăn. Dạ. Vậy đó, dạ. Ăn bún thôi mình nghỉ. Dạ. Ăn cơm rồi đó. Dạ. Ví dụ vậy đó. Thì Nguyễn Ngọc thấy chú cũng rất là thội cả nhà. Rồi. Đây là chiếc xe đạp của chú nè. Chú chở đồ lũ cũ hết trơn. Chú hồi đó lúc còn thanh niên là chú có người yêu rồi không chú? Cũng đã cũng thương mà không có chịu. Dạ không có chịu
cũng thương, cũng có người thương vậy ha. Nhưng mà chú không chịu hả? Sao kỳ vậy chú? Thì mình thấy mình chịu người ta, giờ mình làm cái gì mà nuôi người ta nổi. Thì hồi đó còn thanh niên thì mình còn sức khỏe mà làm đủ thứ việc hết trơn chứ. Làm nhiều việc lắm, sợ nuôi không nổi tội đó. Rồi. À, đúng không? Bây giờ con thấy chú coi có cái chùa nào chú xin vô đó mình tá túc trong đó được không chú? Cái đó không biết được. Dạ được đó, được. Mình lớn tuổi rồi, mình vô đó rồi, ví dụ như mình quét dọn rồi mình làm công quả trong chùa chú. Dạ, được đó, được. Chứ con thấy chú đi đó, kiểu này là rất là vất vả chú ạ. Hồi đó ở trong chùa, ông thầy Bình ông kêu lao cái gì, lao Phật á. Dạ. Phật cực lắm. Lao ở ông Phật cực lao, lao với nền nữa. Dạ. Cái ông cho được nó cực nạn. Là coi như là ông thầy ông kêu mình làm á hả? Ừ, như lao Phật trong chùa á. Dạ. Rồi ổng có kêu mình ở đó không chú? Không. Chỉ là kêu mình vô dọn dẹp thôi. Dọn dẹp được, lâu lâu mình dẹp và ổng ở mình nên. Ở chung không có được. Dạ. Chỉ là chú thích ở mình nên thôi hả? Ừ, mà cái thầy á ở mình nên, ở chung không cho ở. Ổng có được. Nhưng mấy anh thầy á ở mình nên được, hiểu dạ. Không? Mình ở chung không có được. Ở gì đâu có được. Chú bên đạo gì chú? Đạo Phật. Chú đạo Phật hả? Dạ. Hồi tối ngủ chú có niệm Phật rồi không? Có khi có niệm. Dạ. Thì chú năm nay cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ cũng không nhà không cửa gì hết trơn cả nhà. Suốt ngày chú cũng đi lang thang gì đó. Ngọc có hỏi chú thì chú nói là tối là ghé về ở đình ngủ. Ngủ trước đình đó đó. Ví dụ như lỡ trời mưa thì sao? Nếu trời mưa thì chú cũng kiếm cái chỗ nào để núp tạm thôi. Cũng rất khó khăn cho chú. Chà, hai tay chú đeo hai cái đồng hồ luôn hả? Nãy giờ con mới thấy được thêm cái này nè. Dạ. Mấy giờ chú? 4 giờ rưỡi rồi. Cái đó 4 giờ rưỡi, còn này mấy giờ? Này cũng 4 giờ mấy. Cái đó 4 giờ 20 hả? Ừ. Phải không? Ừ. Cái này cái màu đen chạy chậm rồi, phải không? Chậm, yếu rồi, yếu nha. Chú còn tiền xài không? Dạ, không. Không còn tiền hả? Dạ. Không còn tiền rồi, chiều nay chú ăn bằng cái gì? À, cũng như trời có nước rồi uống, mới ăn cơm để mua cơm ăn rồi nó ngon. Dạ, vậy đó hả? Dạ. Thì Nguyễn Ngọc cũng hỏi chú còn tiền, chú la cũng không còn cả nhà. Rồi chú ơi. Dạ. Thì hôm nay con ghé đây, con cũng tình cờ gặp chú coi như là cũng một cái duyên ha. Dạ, dạ. Đây con cũng có 200 ngàn này. Dạ, là dạ. Của chị Mạnh Thường Quân ở Vũng Tàu. Dạ, dạ, dạ. Chị cũng không nói tên đâu, nhưng mà này cũng gửi cho chú. Dạ, để chú mua cơm ăn, mua nước uống ha. Dạ, đúng rồi. À, chú cầm đi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Chú bỏ túi đi rồi lát mua cơm ăn nghe chú. Dạ, dạ. Dạ. Chú để đó chừng lát gió chạy là gió nó bay nó rồi luôn đó. Dạ. Con Ngọc nhìn thấy chú cũng rất là tội cả nhà. Thì video đến đây của Ngọc cũng xin kết thúc cả nhà. Con Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho con Ngọc để con Ngọc có thêm nhiều động lực đi quay những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Thì bữa nay là 27 Tết rồi cả nhà. Mà thấy chú ngồi đây rất là tội.